trước tiên thì mình đem rơm về là mình phơi cho nó khô thôi. Rồi mình sẽ nghe để với trong bao, thời gian dài lâu á thì màu rơm sẽ từ từ nó sẽ chuyển màu đậm lại. Cọng rơm thì nó có rất nhiều phần, giống như phần thân, phần lõi trong và phần đọt, là mình có thể sử dụng mọi thứ. Ví dụ như phần thân nè, mình có thể khi mà sáng tác tranh mình có thể dán để tạo thành thân lớn, để tạo là hoa sen, hoặc là làm những cái mảng nào mà có chi tiết mà nó lớn mình sẽ dán kết hợp lại. Còn tới phần đọt này mình vẫn sử dụng được. Những cái phần phía trên nè mình có thể làm khi mà mình sáng tác tranh phong cảnh á, có thể làm những cái cọng này mình làm thành bằng thành nhánh cây hoặc là những cái nhánh hoa. Tùy theo công đoạn, tùy theo bức tranh nó lớn nhỏ lại. Nếu bức tranh dễ thì tầm khoảng một ngày, còn nếu mà bức tranh lớn lại độ tỉ mỉ cao là tầm khoảng từ 4 đến tuần lễ. Rơm thì thường nó có 3 màu chính thôi, là màu trắng, màu vàng, màu nâu thôi. Vì vậy từ lúc mà khi mình sáng tác tranh mình sẽ phải lên ý tưởng là cái phần màu trắng đó nó sẽ nằm ở phần nào của bức tranh, và phần màu vàng nó nằm chỗ nào chỗ bức tranh, và cuối cùng màu nâu đó, nằm chỗ nào trong bức tranh để cho nó hợp lý, tạo cho sự bức tranh nó có sự độ sáng, độ sâu của bức tranh nữa. Để làm được những bức tranh vậy đó, là thứ nhất là mình phải đòi hỏi sự cần cù, tỉ mỉ nữa. Tại vì cọng rơm nó có rất nhiều màu sắc, mình phải ngồi và lựa là màu đó một màu phải đi chung với nhau, màu vàng phải đi chung màu vàng, rồi màu trắng phải đi chung màu trắng. Lựa những cọng rơm nào cùng màu mình sẽ xếp thành một chỗ. Rơm là nó là thuộc miền quê rồi, thường chủ yếu đề tài mà hay chủ đề mình để tạo ra những bức tranh đó, thường chủ đề hoa sen hoặc là nói về cảnh phong cảnh quê hương, tại vì những hình ảnh đó sẽ gần gũi đối với người dân mình hơn. Nếu mà mình làm trưng bày mà chống không cho nước hoặc là ẩm nó xâm nhập vào thì có thể 5-10 năm bình thường. Muốn tạo cho cái địa phương mình một sản phẩm đặc thù của địa phương thôi. Bên cạnh đó là mình muốn nhắc nhở mọi người là mọi người có thể là sáng tạo, hoặc mọi người có thể đưa ra ý tưởng của mình từ những vật liệu xung quanh, có thể làm ra bất kể cái gì. Tuy nó là thì mình thấy nó bỏ ở đây, nhưng mà theo mình có ý tưởng, mình biết làm sẽ ra một cái thành quả tốt.